Zonex này, 500 này, Zonex này, 500 này, Zonex này. À, vẫn cố chấp à? Bà giữ tôi cái. Ôi trời ơi. Ê, khoan, bình tĩnh. Sao lại hai anh em lại tương tác với khách hàng thế? Ông anh này có 500 nghìn mà cứ đòi mua vật Zonex chính hãng. Để em tăng tương tác ông ạ. Ừ, bình tĩnh, có mà. Có, 500 nghìn có vật Zonex chính hãng. Ơ, em tưởng 500 nghìn chỉ có vật fake rồi. Trời ơi, hôm nay để anh khai sáng cho chú nhá, em đứng dậy. Đâu anh? Bây giờ chỉ với 550.000, các bạn đã sở hữu cho mình một cây vợt Zonex chính hãng cho sức căng lên tới 30 lbf. Các bạn nghĩ tới ngay dòng Line và dòng Lite nhà Zonex. Không các bạn ạ, đây mới là dòng vợt giá rẻ nhất của nhà Zonex. Xin giới thiệu mọi người, dòng vợt Asaber 1 với 3 phiên bản Feel, Ability, Clear với 3 màu sắc. Màu đỏ cho sự nóng bỏng, màu đen cho sự lịch lãm, màu xanh dương cho sự tinh tế và sang trọng. Về thông số kỹ thuật, cả ba cây vợt khi mình đo đều có thông số xem nhau. Về trọng lượng, cây vợt từ 82 cộng trừ 2 gram, điểm cân bằng 295 cộng trừ 2 mm và điểm sờ wing cũng 81 cộng trừ 2 kg/cm² các bạn nhá. Về công nghệ, cả ba cây vợt đều được làm bằng vật liệu cao cấp HM Graphite, đảm bảo độ bền và cho sức căng lên tới 30 lbf. Về khung vợt được thiết kế kết hợp giữa kiểu khung aeroframe và bookframe, tạo nên một cấu trúc độc đáo để giảm sức cản của không khí nhưng vẫn giữ được độ bền, đảm bảo đem lại cảm giác đánh chắc chắn trong từng đường cầu khi mặt vợt tiếp xúc với cầu. Cây vợt sẽ phù hợp với những người chơi có lực tay trước được tốt, người mới tập chơi đều có thể dễ dàng làm quen và kiểm soát em nó. Thuộc phân khúc giá rẻ sẽ phù hợp với các bạn học sinh sinh viên đang tìm cho mình một cây vợt để giải trí cũng như là tập luyện. Giá của em nó chỉ 550.000, được tặng dây căng theo yêu cầu, tặng quân cán, bao đơn đi kèm và bảo hành 3 tháng của nhà sản xuất.